Hà Thương xin chào các bạn đến với Kênh 24 giờ. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý có trong ngày. Đến với những thông tin sao hàn cập nhật mới nhất hôm nay, hãy cùng mình điểm qua những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Xuất hiện tin đồn Lisa cướp trang bìa tạp chí của Đường Yên. IU đẹp như tiên nữ trong loạt ảnh quảng cáo rượu. IJS One tiếp tục tung bộ ảnh lộng lẫy trước thềm ra mắt sản phẩm mới. Fan Jerry bức xúc minh oan khi Jerry liên tục bị tố sao chép Jenny. Siêu hit Love Screen Mirror của Icon đạt 450 triệu lượt view. Và sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Xuất hiện tin đồn Lisa cướp trang bị tạp chí của Đường Yên. Trước chuyện idol ngoại quốc là Lisa lấn lướt Đường Yên để lên bản chính của tạp chí Ali mạng xã hội cũng lan truyền nhiều thông tin xoay quanh vấn đề này. Đường Yên vốn nổi tiếng là một tiểu hoa hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ, thế nhưng việc lép vế trước Lisa trong lần lên bìa tạp chí lần này đã gây ra tranh cãi lớn, thậm chí còn xuất hiện tin đồn drama khét lẹt xoay quanh câu chuyện khiến cư dân mạng bàn luận rôm rả. Mới đây thì Đường Yên đã lên bìa tạp chí Elle trong số đặc kỷ niệm đặc biệt 75 năm thành lập. Ở số báo này thì người đẹp sinh năm 1983 xuất hiện trong diện mạo dịu dàng. Trong video hậu trường do tạp chí tung ra, Đường Yên chinh phục khán giả với từng khung hình, với vẻ ngoài nhẹ nhàng, thanh tao, khác hẳn với độ cá tính sắc sảo thường thấy. Là một tiểu hoa được đánh giá cao ở mảng thời trang, lần này sự xuất hiện của Đường Yên không hề khiến dân tình thất vọng. Tuy nhiên câu chuyện gây ra tranh cãi ở đây chính là việc Đường Yên chỉ nhận được bìa đặc biệt dù là ngôi sao hàng đầu Xibit. Nhưng trong khi đó, nữ idol ngoại quốc như là Lisa Blackpink lại được ưu ái xuất hiện trên bản chính. Theo đó trên trang mạng đã dâm gian tin đồn nói rằng ban đầu thì LE định giá bản chính cho Đường Yên, tuy nhiên Lisa chính là người chen chân vào và lấy đi vị trí này. Vì thế nên nữ diễn viên Yến Vân Đài phải ngậm ngùi nhận bản đặc biệt, còn thành viên lên bản chính bên cạnh siêu mẫu Lưu Vân. Nhiều người cho rằng Việc để một ngôi sao đình đám như Đường Yên thua trước một ngôi sao ngoại quốc là điều khó chấp nhận. Mặt khác thì nhiều netizen cho rằng bản đặc biệt không bằng bản chính. Thế nhưng dù gì thì Elle cũng là một tạp chí danh giá thế giới. Chuyển giao cho Đường Yên bản đặc biệt cũng không có nghĩa là cô không xứng bằng Lisa. Thành viên Blackpink dù chỉ là một idol ngoại quốc nhưng sức hút với thị trường này lại không hề kém cạnh. Sau những lần hoạt động tại Trung Quốc, idol người Thái Lan đã cho thấy tiềm năng, sức hút mạnh mẽ với khán giả. Vì thế không khó để nhận ra rằng, việc Ellie đã chọn Lisa lên bản chính sau khi xem xét về khả năng người hâm mộ sẽ mua tạp chí. Không chỉ nổi tiếng tại Trung Quốc, Lisa cũng là đại sứ toàn cầu của thương hiệu nổi tiếng, nên việc Lisa được xuất hiện trên bản chính của Ellie là một điều xứng đáng, chứ chẳng cần phải danh giật với Đường Yên hay ai khác. IU đẹp như tiên nữ trong loạt ảnh quảng cáo rượu. Mới đây, IU và nhân viên rượu Shochu Chami Chun đã sử dụng một kỹ thuật tiếp thị khá độc đáo. Thay vì tạo dáng với bất kỳ chai Shochu nào như một quảng cáo tiêu chuẩn, thì IU đã thể hiện phong cách vừa đáng yêu vừa sang trọng của mình. Diện một chiếc váy satin bay bổng cùng với phần trang điểm má hồng tự nhiên, vẻ đẹp của nữ nghệ sĩ đã nhanh chóng hấp hồn khán giả hâm mộ. Được biết, IU từng là gương mặt đại diện cho nhãn hiệu rượu Shochu này từ năm 2014 đến năm 2018. Sau đó thì hai bên kết thúc hợp đồng trong hòa bình. Sau IU, trưởng nhóm Red Velvet, Irene là gương mặt đại diện tiếp theo của thương hiệu. Và mới đây nhất, đại diện hãng rượu tuyên bố IU đồng ý tái ký hợp đồng. Ngay khi thông tin này được công bố, cổ phiếu của thương hiệu đã tăng thêm 7,28%. Điều này minh chứng cho sức ảnh hưởng thương hiệu mạnh mẽ của nữ hoàng nhạc số K-pop. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu. Trong những năm vừa qua, cái tên IU vẫn luôn được khán giả Hàn Quốc dành cho nhiều thiện cảm. Mới đây thì trang báo Daily Sport đã ủy quyền cho MarketLink tổ chức một cuộc khảo sát để tìm hiểu về sở thích của người Hàn Quốc trong năm 2020. Trong đó có tìm ra 10 nhân vật giải trí được công chúng yêu thích. IU bất ngờ đứng hạng 3. Hy vọng trong thời gian sắp tới nữa, nữ thần tượng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. IG tiếp tục tung bộ ảnh lộng lẫy trước thềm ra mắt sản phẩm mới. Đối với bộ ảnh theo concept cá nhân mang chủ đề Stable, mỗi cô gái đều tạo dáng đi trên phong nền vải nhung sang trọng, toát lên vẻ hoàng gia từ đầu đến chân. Các thành viên cũng định hướng những chiếc vương miện mà cũng vô cùng sang chảnh mang đến sự dung cảm mạnh mẽ. Được biết, iZ*ONE sẽ trở lại với mini album đầy đủ thứ tư được ấn định vào ngày 7 tháng 12 tới, lúc 6 giờ tối theo giờ Hàn Quốc. Trước đó vào ngày 23 tháng 11, nhóm đã tung ra hình ảnh quảng bá cho màn comeback lần này. Tấm poster lấy cảm hứng từ vé dạp xem phim với tên tất cả các thành viên. Tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa thì đợt comeback lần này của iZ*ONE dự đoán sẽ vô cùng khó khăn do nhóm liên quan đến scandal thao túng và gian lận của các mùa Produce 101. Trong số này thì có hai thực tập sinh từng bị loại oan ức ngay tại đêm chung kết Produce 48 là Lee Kyun và Han Cho-won, Dù thứ hạng thật sự của họ theo tòa án công bố lần lượt là 5 và 6. Điều này cho thấy IZ*ONE có hai thành viên được debut nhờ gian lận, chính vì thế cư dân mạng đang kiên quyết buộc nhóm tan rã. Liệu rằng IZ*ONE có lấy lại được phong độ của mình sau scandal rất nặng vừa qua? Hãy cùng chờ đón xem nhé. Fan Jerry bức xúc minh oan khi Jerry liên tục bị tố sao chép Jenny. Trong khi một bộ phận netizen so sánh hình ảnh Jerry và Jenny để cho rằng em út Red Velvet bắt chước Jenny Blackpink, thì fan của Jerry đã đưa ra những bằng chứng cho thấy sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Chuyện Jerry bị nghi bắt chước phục phong cách của Jenny Blackpink đã dâm gian từ vài tháng trước khi em út Red Velvet ngày càng thay đổi phong cách trùng hộp thay thì có rất nhiều Jerry trang điểm mặc trang phục hoặc tạo dáng hao hao như Jenny từ việc cả hai cô gái đều tạo dáng nghiêng đầu tay cầm túi vào một căn phòng rộng rồi Jerry và Jenny đều từng có ảnh nhắm mắt và chu mỏ đáng yêu khi Jerry đánh mắt màu hồng tím nhiều người cũng cho rằng cô đang bắt chước lối trang điểm của Jenny Jenny đăng tải bức hình này với vài ngày thì Jerry cũng khoe ảnh đang tập Pilates với dây Ngược lại, fan của Jerry cũng đã tìm ra loạt bằng chứng minh oan cho nữ idol. Chẳng hạn như hai tấm hình này, cả hai cô gái đều chụp ảnh ngoài hè phố tại London vào ban đêm. Tuy cùng được đăng vào tháng 2 năm 2020, nhưng Jerry đăng ảnh trước Jenny gần một tuần. Cả khoảnh khắc này nữa, cùng đeo băng đỏ đô hun, cùng ngồi cho chân lên ghế và nhìn xa xăm. Nếu như Jerry đăng ảnh sau Jenny thì sẽ bị cho là bắt trước, nhưng thực tế thì Jerry đăng trước. Thêm một lần trùng hợp giữa hai nữ idol khi tạo dáng với máy ảnh, nhưng khi xem ngày tháng cập nhật thì Jerry lại đăng trước Jenny tới 2 tháng. Dựa vào những bằng chứng này, fan Jerry cho rằng không đủ bằng chứng để kết tội Jerry sao chép Jenny mà hai nữ idol chỉ vô tình trùng hợp mà thôi. Khi cả Jenny và Jerry đều theo đuổi phong cách Âu Mỹ cá tính hiện đại thì khó mà tránh được những pha đụng hàng ngẫu nhiên. Ngày 28 tháng 11 MV Love Scenario của Icon đã chính thức đạt 450 triệu lượt xem trên kênh YouTube của nhóm. Video âm nhạc được phát hành lần đầu vào ngày 25 tháng 1 năm 2020 và đạt được cột mốc trên sau khoảng thời gian 2 năm, 10 tháng và 2 ngày. Giờ đây, The Love Scenario trở thành MV đầu tiên của Icon đạt được 450 triệu lượt xem và rất có thể sẽ là cột mốc tiếp theo 500 triệu lượt xem nhóm có thể nhanh chóng đạt được. Love Scenario là một ca khúc có phần điệp khúc vô cùng bắt tai và sở hữu giai điệu dễ thấm. Ngoài thành tích MV khủng, Love Scenario cũng là một bài hát nổi tiếng của Icon trên các trang nhạc số của Hàn Quốc. Bài hát đưa Icon trở lên thành nhóm nhạc thứ hai tại vị trí số 1 triệu hơn 7 bản xếp hạng âm nhạc kể từ khi iChat bắt đầu kết hợp các bài hát vào năm 2010, tương tự với Big Bang trước đó đã đạt được một kỳ tích tương tự. Trên đây là những tin tức tổng hợp nổi bật có trong ngày của Kênh New 24h. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn được cập nhật liên tục những tin tức hấp dẫn có trong ngày từ Kênh New 24h nhé.